bản án cho kẻ vừa ra tù lại phạm tội trộm cắp. Nhận thấy khu vực mình đang làm phụ hồ, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp và xa lưới. Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù đối với Lê Thanh Chuân, 21 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, về tội trộm cắp tài sản. Chuân là đối tượng từng tham gia băng trộm chuyên đập kính ô tô, cửa kính, trộm các bộ gậy đánh gôn của người nước ngoài. Với hành vi này, bị cáo từng nhận tiền án 1 năm tù về tội trộm cắp. Sau khi ra tù, Chuân làm phụ hồ tại công trình ở quận Sơn Trà. Nhận thấy, khu vực này, nhiều căn hộ có người nước ngoài ở, Chuân nảy sinh ý định trộm cắp. Chuân xin ngủ lại công trình chờ thời cơ ra tay. Khuya 3/5, Chuân phát hiện sau lưng công trình có cửa sổ phòng tắm căn hộ của một phụ nữ người Nam Phi ở đang hé mở. Chuân leo lên mái, đột nhập vào phòng tắm, lẻn ra phòng khách, lục vali lấy tiền và một laptop, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng. Bị cáo mang laptop đi bán, lấy 15 triệu đồng mua iPhone và tiêu xài cá nhân. Tại phiên tòa, Chuân thừa nhận hết mọi hành vi đã gây ra. Bị cáo mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về làm lại cuộc đời. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mức án trên. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.